Chào tất cả quý khách hàng của Barbolab Việt Nam. Hôm nay Barbolab Việt Nam sẽ giới thiệu một mẫu mới giày. Đó là đôi giày Z Max 3. Thì trên tay tôi đây là mẫu mới nhất mà được tất cả các vận động viên pickleball cũng như tennis ở trên thế giới, và đặc biệt luôn là pickleball hiện tại là đang có một số các cái vận động viên quốc tế như là Ben John, như là Chris Howard, thì họ đang mang những cái đôi giày này và họ cảm thấy rất thích hợp và rất phù hợp với họ. Cho nên là từ đời Gen 1, Gen 2, cho tới Gen 3, Gen 4, họ đều sử dụng tất cả các cái mẫu giày của Z. Khi mà nói tới Z thì chúng ta biết là Z là giống như là một cái gì đó nó nhẹ nhàng. Thì đúng tên gọi của nó là đôi này rất nhẹ và nhẹ nhất trong tất cả các loại giày về tennis, về quần vợt. Cái thứ nhất, khi tôi nói về Z thì nó có một cái điểm rất là nổi trội, đó là nó làm bằng sợi Kevlar. Thì cái sợi Kevlar này ở trên thế giới người ta thường sử dụng cho cái quân đội. Khi mà chúng ta dùng cái chất liệu vải này ở trong quân đội châu Âu, nó là một cái loại vải áo chống đạn. Đó, thì để cho chúng ta hình dung ra được, đó là một cái chất liệu vải Matrix Kevlar. Và khi mà cái loại vải Matrix Kevlar đó nó làm trên cái đôi giày này, thì nó làm cho cái đôi giày này có những cái tác dụng như thế nào? Cái thứ nhất, nó thoải mái và nó thoáng 100%. Cái thứ hai là nó không bị bể form dài. Rồi cái thứ ba nữa là tất cả các cái hoa văn mà có thể bền, có thể thiết kế, nó sẽ ra được cái tính cách của mỗi đôi giày cho mỗi vận động viên. Như chúng ta thấy đây, đó là Matrix Evil. Matrix Evil là một cái loại evolution, nó là cải tiến mỗi ngày. Tất cả các cái chất liệu vải và cái sợi đen ở đây, nó gọi là sợi Kevlar, nó giữ cho những cái nơi nào mà chúng ta di chuyển trái phải rất là nhiều và nó sẽ bị co giãn theo thời gian, thì nó sẽ gia cố một cái sợi Kevlar vô trong đó. Kevlar nó sẽ giữ cho cái form giày nó không bị bẻ dài và nó luôn luôn giữ được cái dáng form giày. Việc thứ hai là chúng ta sẽ có là compressor extra. Thì như tôi nói ở những cái video trước, thì cái đế đệm của cái phần giày nó sẽ tràn ra ở phần gót chân, là giúp cho chúng ta không bị thốn chân ở phần gót và êm chân hơn. Cái thứ ba là chúng ta về có Michelin. Đó. Và cái thứ tư là chúng ta sẽ có công nghệ về Ultralight, miếng lót độ dài bên trong. Công nghệ của Ultralight. Và phần sau của nó là cái phần than hoạt tính, giúp cho bề mặt giày thoáng. Phần lót ở phía sau thì chúng ta thấy ở đây là nó có theo cái phần thoáng, nó sẽ thoáng ra bên ngoài. Đây là toàn bộ giày của Z, trong bộ sưu tập của Z Max 3. Ben John và tập một số vận động viên thì chúng ta đang thấy họ đang mang những cái đôi giày này và vận chuyển rất là nhanh ở trên sân. Và nó có cái thuật ngữ là faster to the ball. Và đây là toàn bộ cái mẫu giày, và chúng ta có mẫu giày nữ nha, Z Max 3 Woman, cũng là cái phần của Matrix, công nghệ Matrix. Cảm ơn mọi người đã xem qua bộ sưu tập của Z Max 3 và hy vọng là chúng ta sẽ có kiến thức trong cái việc lựa chọn sản phẩm của mình. Xin cảm ơn.